Sau khi rửa mặt bằng máy thì da mình đã sạch mọi bụi bẩn và dầu nhờn. Thì mình thực sự rất hài lòng với Haleo Season Tip. Máy có giá cả rất phù hợp so với chất lượng. Haleo Season Tip là dòng cải tiến với nhiều tính năng mới và rất thông minh. Với thiết kế đặc biệt chỉ sở hữu 3 chế độ zoom được nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp với làn da nhạy cảm và hạn chế người dùng chọn những mức độ quá lớn làm tổn thương da. Với đầu gai silicone cao cấp kháng khuẩn siêu mảnh 0.6mm, giúp Haleo Season Tip nhẹ nhàng cả với những làn da nhạy cảm nhất, có cả phần lông cứng cho vùng mũi và phần da cứng nữa nhé. Được thiết kế với chu trình làm sạch da tiêu chuẩn, máy sẽ được ngắt tự động sau 2 phút để đảm bảo thời gian chạy máy của bạn vừa đủ để làm sạch da mà không quá lâu khiến da đau rát. Đạt tiêu chuẩn IPX7 chống nước hiệu quả. Haleo Season Tip rất nhỏ gọn và vừa tay, sở hữu hộp tròn gồm 5 châm và dây sạc tiện dụng. Với thiết kế hộp 5 châm mới này, bạn dễ dàng bảo quản máy bằng cách treo máy ở bất kỳ đâu và đính máy vào phần 5 châm có sẵn sau mỗi lần sử dụng nha. Máy còn có hai màu rất xinh nữa, đó là baby pink và mint. Haleo Season Tip còn có chế độ bảo hành dễ dàng, nhanh chóng trong vòng 1 năm. Bạn sẽ được đổi máy mới hoàn toàn trong vòng 1 năm đầu sau khi mua máy nếu máy gặp bất kỳ vấn đề gì do lỗi nhà sản xuất. Nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm sau khi mua hàng nha. Mong là mình đã đưa ra một gợi ý tốt nhất cho những ai đang băn khoăn về việc mua máy rửa mặt nha.